lại ra nè. Nó qua bên đây là nhìn rõ nè. Đây. Cái đó thì nó bủng mất rồi. Đó, nó bị lỡ cổ rễ nè. Đó. Cái tình trạng này là do nấm nó gây ra nè. Đó, cái này là do nấm nó gây ra. Đó, nó thúi hết ở dưới nè. Đó, cái tình trạng là do nấm nó gây ra. Đó. Cái này thì nó lây lan cực kỳ nhanh. Đó, bắt đầu vào giai đoạn mà từ cây từ 3 tháng tới còn tới khoảng 8 tháng tuổi trở đi thì bắt đầu là nó bị cái tình trạng này rất là nhiều. Mình mà không có phương pháp mà phòng chống sớm là nó lây lan ra vườn rất nhanh, tại vì cái nấm này nó lây theo nước, theo đường nước. Rồi cái quá trình canh tác của mình nữa. Ví dụ như bây giờ anh moi moi đây xong anh đi qua góc khác thì nó bị bắt đầu cái này nó có dòi rồi. Đó, nó thúi hết cái phần vỏ ở ngoài rồi, nó chỉ còn cái lõi ở bên trong thôi. Đó. Cái này mình chỉ có đường phòng thôi, chứ còn nếu mà trị thì rất là khó. Trị mấy cái này khó hả? Trị hầu như là trị không được. Anh bây giờ nó đã lỡ cổ rễ như thế này rồi, dinh dưỡng nó đâu có truyền lên được nữa. Mà ví dụ như bây giờ anh bôi, vẫn có thuốc bôi. Bôi Ridomin cũng được. Bôi Ridomin nó vẫn cứng cái này lại. Nhưng mà sau cái thời gian nó ra trái thì nó bị áp lực, bởi trái thì nó hút nước với dinh dưỡng lên nhiều thì nó cũng tét ra lại. Rồi gặp cái điều kiện mà mưa thì nó vẫn bủng tiếp. Đó. Thường là cái tình trạng này nó bị là do cái độ pH của anh nó rất là thấp. Để em đo cái độ pH của anh coi thử. Đất pH thấp chứ. pH có 3 thôi. pH của anh nó thấp. Thường thường là pH thấp á thì nó kéo theo cái tình trạng này, tại vì cái nấm này nó rất là ưa cái đất chua. Đất mà càng chua chừng nào mà ví dụ như đất mà mới phá cà phê ra là nó nhanh bị lắm, nó dễ bị lắm. Hồi trước anh trồng anh cũng có bón vôi rồi phải không? Vôi rồi. Bón nhiều không đây? Bón cây cũng nắng lắm. Là cái pH của anh nó rất là thấp. Đó, cái chỗ này nó được 3.5 thôi. 3.5. Đất là 3.5 thì hầu như là cái hiệu suất hấp thụ dinh dưỡng của anh nó không có. À, cái pH thấp thì cho dù anh có bỏ phần tốt cỡ nào đi nữa thì cây nó cũng không hút được. Thì với cái vườn chanh dây của anh Lập ở huyện Buôn Đôn á, Đắk Lắk á, thì mình đã xuống kiểm tra và tình trạng chết nhanh trên cây chanh dây này rất là phổ biến. Anh trồng gần 300 dây mà đã chết gần 100 dây. Đối với vườn chanh dây này thì một con số thật là lớn cho với chanh dây 3 tháng tuổi này. Thì một lần nữa mình khuyên bà con hãy phòng bệnh cây chanh dây sớm để tránh tình trạng chanh dây vào mùa mưa nó sẽ có tình trạng thối lỡ cổ rễ, và thứ hai là bệnh chết nhanh tương tự như cây tiêu. Thì với clip này mình quay thực tế khi mà tư vấn kỹ thuật tại vườn cho một nông dân ở bên huyện Buôn Đôn, thì nói chung là rất buồn cho nông dân, nhưng bà con hãy tham khảo và rút ra cho mình những cái kinh nghiệm trước khi phòng những cái cây chanh dây để cho tránh tình trạng sau này nó chết thì chúng ta sẽ không còn cái doanh thu nữa. Cái chuồng anh có ủ không hay là phân bò? Phân bò ủ hoài hả? Phân bò mà ủ không đúng cách thì nó cũng là cái nguồn lây bệnh, tại vì nó có hai cái chủng nấm rất là nhiều ở trong đó, rất là cái chủng Fusarium và cái chủng Bitoptera, là hai cái mà gây chết nhanh chết chậm trên cây tiêu, thì nó cũng gây chết nhanh chết chậm trên tất cả các loại cây, nhất là cái họ thân là dây leo này, thì thân của nó nằm bọng nước, nó nhiều nước lắm này, bị nước nhiều hả? Không, cái này của mình nó bị nấm bệnh luôn, cái này nó bị nấm tấn công chứ không phải nước nhiều. Mùa này thì làm gì có nước nhiều, mới có 1-2 cái mưa đầu mùa mà không có nước nhiều. Với lại cái chất đất này thì em biết, em nhìn là em biết không bao giờ nó ngập được. Cái chất đất mà hạt nó lớn cái này không bao giờ nó ngập được. Rất là khó ngập. Như bây giờ cây nó bị như vậy có cách gì điều trị thì... Bây giờ chỉ có cái đường phòng thôi, chứ còn những cây mà đã bị như thế này rồi chị chữa thì càng tốn công tốn tiền, thật sự là vậy luôn. Chia sẻ thẳng. Còn những cây thế này thì tốt nhất là nên bỏ xong rồi anh đào cái hố này lên, đào cái hố bỏ đất lên xung quanh này, anh rắc vôi, anh rắc ở dưới cái hố rồi anh rắc xung quanh này luôn, anh rắc kính xung quanh luôn, chứ anh đừng có để nữa. Anh để là bắt đầu nước mưa nó lan theo, lan từ đây rồi nó lan xuống dưới, rồi bước chân mình đi nó cũng đưa theo cái mầm bệnh nó đi, nó nhanh lắm. Vừa rồi đây mới làm mấy hecta ở trên chỗ Buôn Hồ đây, nó cũng bị cái tình trạng này y vậy luôn. Được 5 tháng chanh, được 5 tháng là nó mới ra đọt, mới bò dài hơn cái này chút chứ mấy, mà là tình trạng nó đã bị 20 âm giờ mới được 3 tháng rồi. Dạ, cũng còn mới. Đất phá cà phê ra anh trồng liền luôn. Đất phá. Thì một lần nữa mình khuyến cáo bà con á, là ai có những cái vườn chanh dây á, chưa bị bệnh hoặc mới trồng á, thì mình khuyên bà con nên phòng bệnh trước đi. Vì cái tình trạng mà hiện tại chết nhanh á, thì nó lây rất là nhanh. Như ở vườn, như ở đầu clip bà con xem á, chỉ một đêm, chưa đến một tuần á, tại vườn của anh Lộc á, thì nó đã lây chết gần tới 100 dây và đã tiến hành nhổ bỏ. Và bên kỹ thuật mình đã hướng dẫn cho anh xử lý cái Ridomin quét gốc để cứ khắc phục lại những số gốc mà chưa bị. Thì mình khuyên một lần nữa khi mà con nên phòng bệnh chanh dây, vì hiện tại chuẩn bị vào mùa mưa rồi,
nên cái mầm bệnh nó sẽ xuất hiện rất là nhiều, và một số là côn trùng tiếp xúc trên cây và nấm và quả. Thì trên dây hiện tại nó rất là nhiều bệnh, nên những clip bà con theo dõi quan tâm á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để cho bên Trái Cây Trồng Muôn Lắc luôn cập nhật những video cho bà con thiết thực để xem, và bà con có những cái kinh nghiệm và bài học riêng cho mình khi mà mình áp dụng vào cái nền nông nghiệp và cây trồng ở nhà mình, để được yên tâm và được hiệu quả cao hơn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.